Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự chống người thi hành công vụ. Theo đó, với hành vi cản trở chống người thi hành công vụ, ba chú cháu ở thành phố Sa Đéc đã cùng lãnh án. Theo cáo trạng, tối ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại một căn hộ ở phường 4, trong lúc lực lượng công an thành phố Sa Đéc đang lập biên bản bắt quả tang và dẫn giải Cao Thái Phương có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy, thì ba bị cáo là Cao Thị Ánh Tuyết, 22 tuổi, Cao Thị Kim Sa, 32 tuổi, chị của Phương, và Cao Anh Tuấn, 51 tuổi, là chú của Phương, đã la lối, xô đẩy, cản trở lực lượng công an làm nhiệm vụ, gây mất trật tự, dẫn đến Cao Thái Phương trốn thoát. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tuyết 9 tháng tù giam. Đối với bị cáo Sa đang có con nhỏ và bị cáo Tuấn có vợ mắc bệnh hiểm nghèo, được xem xét giảm nhẹ, bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng. Ngoài ba bị cáo này, thời điểm xảy ra vụ việc, còn có 8 đối tượng có hành vi tụ tập la lối nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, bị xử phạt hành chính theo quy định. Riêng Cao Thái Phương sau khi bỏ trốn đã bị công an bắt giữ và bị đưa ra xét xử với mức án 2 năm tù giam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.